trong một nhan đề của mình, tờ Người Bảo Vệ cho đăng tải nghiên cứu của tổ chức vì cộng đồng JAF về mối liên hệ giữa phương tiện di chuyển, thu nhập và việc làm của dân cư vùng phía Bắc nước Anh. Với các đối tượng tham gia phỏng vấn, xe buýt là phương tiện di chuyển chính, do thu nhập không đáp ứng được chi phí vé tàu hay đi lại bằng xe hơi. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ các gia đình khó khăn sinh sống quanh các thành phố Manchester và Leeds cho biết, phương tiện công cộng đang trở nên quá đắt đỏ và ngày càng thiếu độ tin cậy, góp phần cản trở họ tiếp cận với các cơ hội việc làm. Xe buýt thường xuyên không đúng giờ, gây ảnh hưởng đến thời gian di chuyển, khiến người lao động gặp các rắc rối với nhà tuyển dụng. Nhiều người tìm việc phải từ chối công việc mong muốn do chi phí đi lại quá cao so với thu nhập được trả. Nghiên cứu của JAF cũng cho thấy, các công việc không đòi hỏi kỹ năng cao lại thường ở các khu vực xa xôi, khó tiếp cận bằng phương tiện công cộng. Tờ thời báo tài chính Financial Times lấy ví dụ cụ thể về một thị trấn cách thành phố Manchester khoảng 18 km, nằm ngoài khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao. Mặc dù khoảng cách không quá xa, nhưng để làm việc trong thành phố Manchester, người lao động phải bỏ ra trung bình 50 phút cho mỗi chiều đi lại giữa hai địa điểm bằng phương tiện công cộng. Financial Times cũng dẫn số liệu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Hệ thống hạ tầng nói chung của Vương quốc Anh đã tụt hạng từ thứ 19 năm 2006 xuống lần lượt từ 24 và 27 trong 2 năm liên tiếp tính đến năm 2017. Một thống kê khác vào năm ngoái cho thấy, đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Anh cũng thuộc nhóm thấp nhất trong số các nước G7. Dù vậy, theo báo này, chi phí cho phương tiện công cộng thì vẫn tăng đều và tăng cao hơn cả mức độ lạm phát. Việc phải thường xuyên gặp khó khăn và mất thời gian đi lại mỗi ngày cũng sẽ tác động không tốt tới năng suất làm việc của người lao động. Chuyển nhà thì tốn kém và có thể sẽ không hợp lý nếu như là phải đổi công việc khác. Bất cập này dẫn tới nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng tại Anh cần thay đổi cái nhìn hiện tại về phát triển mạng lưới phương tiện công cộng. Tờ Người Bảo Vệ trích dẫn nhận định từ đại diện tổ chức đưa ra thống kê nói trên rằng chính phủ Anh cần đầu tư vào hệ thống di chuyển cả ở trong thành phố và các khu vực lân cận, chứ không chỉ nên tập trung vào giao thông giữa các thành phố lớn. Thêm vào đó, việc đầu tư mạng lưới phương tiện công cộng chất lượng cao nên được xem là đầu tư vào năng suất lao động của quốc gia và góp phần thay đổi sự chênh lệch năng suất theo vùng.